Chào mừng các bạn đã quay trở lại với World Film 10 phút. Đầu tiên các bạn hãy dành ra 10 giây cho tớ xin một like và một comment vào phần bình luận để ủng hộ tớ với nhé. Không để các bạn chờ thêm nữa, bắt đầu thôi. Trong tiên nghịch sắp tới đây, đúng vào ngày cưới của Lý Mộ Uyển thì Vương Lâm đã thành công đột phá Nguyên Anh. Nhất thời, dị tượng liền bạo phát. Thấy vậy, đám Nguyên Anh kỳ của Vân Thiên Tông liền kéo nhau đi tới xem thử. Đáng tiếc, vừa có một tên lao vào đã bị Vương Lâm đánh cho hồn bay phách lạc. Sách cổ tên kia, Vương Lâm liền mang theo sát ý xuất hiện. Thấy người mình thương, Lý Mộ Uyển liền chạy tới và ôm chầm lấy. Chứng kiến vợ tương lai chạy theo người khác, Tôn Chấn Vĩ tức giận liền chạy tới. Thế nhưng, chỉ một cái nháy mắt của Vương Lâm, hắn ta đã bỏ mạng. Thấy con trai như vậy, cha Tôn Chấn Vĩ vô cùng tức giận, hắn ta liền lao tới liều mạng với Vương Lâm. Đáng tiếc, cực cảnh thần thức phóng ra, anh ấy đã lập tức lấy mạng lão. Chứng kiến cường giả Vân Thiên Tông bỏ mạng, đám Nguyên Anh kỳ tu sĩ đồng thời lao lên. Thế nhưng, Vương Lâm đã nhanh hơn họ một bước. Chỉ trong tích tắc, anh ấy đã lấy mạng thêm vài tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Cứ như thế, 9 tên trưởng lão lúc này chỉ còn 3. Thế nhưng cũng đúng vào lúc này, đám lão tổ Vân Thiên Tông tu vi Nguyên Anh hậu kỳ đã xuất hiện. Tuy nhiên cho dù là như vậy, với tốc độ cùng pháp bảo có trong tay, Vương Lâm vẫn lấy mạng, được một tên và chế ngự thành công 4 tên lão tổ ép bọn chúng phải giao ra hồn huyết. Sau đó, nắm được Vân Thiên Tông trong tay, Vương Lâm liền dẫn Lý Mộ Uyển đi tới một gian mật thất và bế quan trị thương. Sau khi hồi phục, Vương Lâm liền giao hết mọi thứ cho Lý Mộ Uyển. Bên cạnh đó, anh ấy còn để lại đệ nhị ma đầu để bảo vệ nàng rồi mới rời đi. Không lâu sau, Vương Lâm đã tới truyền tống trận và trở về Tu Ma Hải. Sau đó, anh ấy liền tìm tới gặp một người quen cũ để hỏi hắn ta về địa đồ nơi đây. Lấy được địa đồ Tu Ma Hải, Vương Lâm liền tìm đường đến truyền tống trận để tới khu vực khác. Thế nhưng, bất ngờ ở tại đây, anh ấy lại gặp một con yêu thú. Tại đây, Vương Lâm liền lôi đệ Tam Ma Đầu cùng Hứa Lập Quốc gia bắt con yêu thú kia. Thế nhưng, tốc độ yêu thú là cực nhanh. Bởi thế, ma đầu cũng không đuổi kịp nó. Sau cùng, Vương Lâm đành phải ra tay. Thế nhưng, Vương Lâm lại quá mạnh tay. Bởi vậy, anh ấy đã suýt chút nữa lấy mạng của nó. Chính vì lẽ này, Vương Lâm lại phải ra tay cứu con yêu thú này. Cuối cùng, anh ấy thấy con muỗi kia với mình khá có duyên. Bởi vậy đã thu nó làm vật cưỡi của mình. Cứ thế, hai người lấy tốc độ nhanh nhất bay đi. Không lâu sau, Vương Lâm đã xuất hiện ở tại một tòa thành gần nhất. Thế nhưng tại đây, anh ấy lại vô tình gặp phải rắc rối nhỏ. Thế nhưng, với tu vi của mình, Vương Lâm chẳng để tâm đến đám Nguyên Anh kỳ tu sĩ trong thành, cứ thế lấy mạng xong một tên. Sau đó, anh ấy liền tiến hành mục tiêu tiếp theo của mình và tới một nơi giống như đấu giá hội. Cũng vì thế, nơi này hội tụ rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Theo quan sát của anh ấy, nơi đây có hơn 30 tên, tất cả đều là cường giả. Rất may, trong lần đấu giá này, rốt cuộc cũng có món đồ Vương Lâm cần. Đó là bản đồ cấu tạo của truyền tống trận và bản đồ chi tiết về Chu Tước Tinh. Sau đó, kết thúc đấu giá, Vương Lâm liền đi gặp một gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ tên Chu Vũ Đức để lấy bản đồ chi tiết về Chu Tước Tinh. Tuy vậy, gặp người kia, Vương Lâm vẫn chưa thể có bản đồ ngay. Muốn có nó, anh ấy phải cùng người này liên thủ lấy mạng một tên Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn. Nghe thế, Vương Lâm cũng liền đồng ý với Chu Vũ Đức. Bởi vậy rất nhanh, hai người liền cùng nhau lên đường. Thế nhưng, vừa đến nơi, Vương Lâm phát hiện mình đã rơi vào bẫy. Điều này cũng bởi khi trước, chính mình đã lấy mạng một tên tu sĩ Nguyên Anh trong thành, hắn ta chính là đồng bọn của Chu Vũ Đức. Bởi thế, biết mình bị bao vây, Vương Lâm liền hành động. Nhanh chóng dùng ra cực cảnh thần thức, Vương Lâm liền lấy mạng Chu Vũ Đức. Còn đồng đội của hắn ta, tích tắc sau cũng bị Vương Lâm lấy mạng nốt. Cứ thế 5 tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ bỏ mạng trong vòng một nốt nhạc. Không những thế, Nguyên Anh của họ còn bị Vương Lâm lấy ra và hấp thu, cảnh giới nhờ thế cũng gia tăng thêm một chút. Lấy túi trữ vật của đám người kia ra xem, Vương Lâm chợt phát hiện, 5 tên kia có không ít đồ tốt. Cuối cùng, cưỡi trên người con muỗi, Vương Lâm liền dựa vào địa đồ mình vừa đoạt được và tiến về phía Triệu Quốc. Thế nhưng, Triệu Quốc lại cách vị trí của mình rất xa, bởi vậy, Vương Lâm đã buộc phải dùng truyền tống trận để di chuyển. Chính vì lẽ đó, không lâu sau, Vương Lâm đã tới truyền tống trận gần nhất. Tuy nhiên, truyền tống nhận ở nơi đây đã bị hỏng. Bởi thế, Vương Lâm đành ngồi sửa nó. Và cũng trong lúc đó, ở tại một nơi khác, từ bên trong chiến thần điện, nơi bộ xương khô lần trước Vương Lâm tới bất chợt xuất hiện một thân ảnh dần ngưng tụ. Hắn ta thở dài nói, chữa trị 3.000 năm, cuối cùng tu vi cũng khôi phục 3 phần. Chắc bây giờ ở anh biến kỳ. Nói xong, hắn ta nhìn lại thì phát hiện, túi trữ vật của mình biến mất. Ngay lập tức tiến hành tra xét, hắn ta phát hiện, người lấy đi chính là Vương Lâm. Trong cơn lửa giận, hắn liền hóa thành vô số tàn ảnh đi tìm Vương Lâm. Cũng vì thế, tại Tu Ma Hải, một màn máu tanh mưa máu diễn ra. Còn nam nhân kia, sau khi sửa xong truyền tống trận, anh ấy liền bước vào trong, không lâu sau đã tới được gần Triệu Quốc. Liệu rằng, tiếp theo, Vương Lâm sẽ đại khai sát giới như thế nào? Kết cục của Đằng Hóa Nguyên và Đằng Gia sẽ ra sao? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé!
Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.